Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang, về những con đường, những địa điểm quen thuộc. Và trước hình của quý vị các bạn đây là những hình ảnh của con đường dây sen. Hướng này em đang di chuyển là hướng đi xuống biển vậy, ra giao lại với con đường biển Đồng Phú. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị bạn một số hình ảnh của đường phố, cũng như em sẽ đi qua khu vực của công viên của bác sĩ Gia Sen nè, rồi nơi mà ông đã từng sinh sống, cũng như em sẽ đi qua khu vực của cầu Sông Bóng. Và hôm nay là ngày kỷ niệm 160 năm ngày sinh của bác sĩ Alexander Gia Sen, quý vị. Ngày 22 tháng 9 năm 1863 và 22 tháng 9 năm 2023. Thì em sẽ đi qua khu vực của Sông Cồn ngày xưa, nơi mà bác sĩ Alexander Yersen đã từng sinh sống cùng với nhân dân Nha Trang, Khánh Hòa. Bác sĩ Yersen sinh vào ngày 22 tháng 9 năm 1863 tại vùng quê miền núi ở Thụy Sĩ, quý vị. Thì trong suốt 80 năm cuộc đời của mình, ông đã có 52 năm sống và gắn bó với vùng đất cũng như là con người của Nha Trang, Khánh Hòa. Ông đã sống một cái cuộc đời là đầy sôi nổi và ý nghĩa khi mà cống hiến hết tài năng, trí tuệ cho khoa học và dành trọn tình cảm yêu thương quý trọng đối với mọi người, và nhất là đối với những người dân nghèo ở xứ Trầm. Ông là một người cũng đã tìm ra cái quy trùng và dịch hạch và đồng nghiên cứu sản xuất thành công huyết thanh chữa trị bệnh đó vị, và là người đã trồng thí nghiệm nhiều cái loại cây công nghiệp dược liệu ở Suối Dầu, và cũng là người mà phát hiện ra cao nguyên Lan Biang của tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Lâm Viên quý vị, ngày nay là thành phố Đà Lạt đó. Và ông cũng đã tìm ra ở Nha Trang, thì ông đã tìm ra được Hòn Bà, một nơi được ví như là một cái Đà Lạt thu nhỏ, khí hậu trên đó cũng rất là mát mẻ và rất là cao. Và ông cũng đã sáng lập ra Viện Pasteur Nha Trang, rồi trường Y Khoa của Hà Nội, tiền thân của trường Đại học Y Hà Nội ngày nay, quý vị. Điều đặc biệt khi tìm hiểu về bác sĩ Gia Sen chính là tình cảm của ông đối với người dân Nha Trang, Khánh Hòa, và tình cảm của người dân nơi đây đối với ông. Vào năm 1891, bác sĩ Gia Sen lúc bấy giờ làm việc trên con tàu chạy tuyến hàng hải mới mở là Sài Gòn, Hải Phòng. Thì trong những lượt ra Bắc vào Nam, tàu đều dừng lại ở Nha Trang. Và lần nào khi mà đến Nha Trang, ông cũng đều bị mê hoặc bởi cái phong cảnh thiên nhiên cũng như là khí hậu của cái vùng đất này. Cho nên từ đó thì ông quyết định đến Nha Trang sinh sống trong một ngôi nhà gỗ ở Sớm Cồn và mở phòng khám chữa bệnh cho mọi người. Thì qua câu chuyện của những người mà đã từng được gặp bác sĩ Gia Sen kể lại, thì chúng ta phải cảm nhận rõ những hành động, việc làm thể hiện tình cảm, tình yêu của ông đối với người dân ở vùng đất Nha Trang, Khánh Hòa. Thì cho đến hôm nay thì mọi người vẫn truyền tai nhau về cái câu chuyện của ông Năm Gia Sen trong những ngày mà sống ở Sông Cồn. Đó là câu chuyện về khám bệnh, chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo nè, rồi chuyện người dân Nha Trang trước mỗi chuyến ra khơi đều đến hỏi ông về tình hình thời tiết nè, rồi chuyện về những đứa trẻ ở Sông Cồn thường đến nhà ông chơi để mà được xem phim, ăn bánh kẹo. Ở thời đó mà được xem phim là
là hiện đại lắm luôn quý vị ha. Rồi những cái tình cảm bình dị, thân thương đó mỗi ngày thêm bền chặt, và ông đã thực sự xem Nha Trang Khánh Hòa là quê hương của mình. Và đồng thời trong cái di chúc của ông cũng để lại cái đoạn viết là tôi muốn được chôn ở suối Dâu, rồi hãy chôn tôi nằm úp xuống. Đó là những cái di chúc của ông. Chúng mình quý vị, đây là những hình ảnh của con đường Trần Phú nè. Đoạn này là ngã ba của đường Lê Lợi với trường Trần Phú vậy. Rẽ bên tay trái là qua đường Lê Lợi á, có thể hướng xuống khu vực của Chợ Đầm. Cái vị trí này là bưu điện của tỉnh Khánh Hòa, cũng như là gần khu vực của công viên Yến Phi. Đi tới một đoạn nữa sẽ là tới khu vực nhà của bác sĩ Alexander Sen từng sinh sống ở khu vực của Sống Cồn, gần ngay của chân cầu Trần Phú vậy. Ở biển hôm nay sóng cũng khá là nhẹ nhàng, nước trong xanh cũng đẹp. Giờ này nắng, nước trong xanh đẹp vậy. Giờ này cũng có khá nhiều người tắm biển nè. Rồi em thấy có một số chú đi, hình như đi câu câu cá, câu giải trí sao vậy. Đây, đoạn biển này là đối diện với công viên Yến Phi luôn á, gần khu vực của bưu điện tỉnh Khánh Hòa nè, bên tay phải của chú chị bạn á. Đi thẳng xuống dưới kia là tới đoạn biển của đường Dây Sen giao với Trần Phú, rồi xuống khu vực là tháp Trầm Hương. Đó. Chạy dọc đây là hướng đi xuống khu vực cảng nè, những tòa nhà cao tầng trên con đường biển Trần Phú. Ở phía từ xa kia là đảo Hòn Tre. Anh đang thấy có mấy chiếc ghe nhỏ nhỏ họ cũng đánh cá vì xa sao vậy. Còn hướng này là phía từ xa vì có thể thấy đó là cái nhà nghỉ dưỡng 378 của bộ công an bây giờ. Lúc trước ngay vị trí đó là nhà của bác sĩ Alexander Jensen đã từng sinh sống vậy. À, người ta hay gọi là lầu của ông Năm. Ngay vị trí này cũng rất đẹp luôn vậy ha. Đây, vị trí này là ngay cái góc cua. Vực của Sông Cồn. Xíu nữa em sẽ đi qua bên công viên, qua khu vực của cầu Trần Phú nha quý vị. Bây giờ nó thành nhà nghỉ dưỡng 378 bộ công an. Dự kiến thì khu vực đây cũng có thể tương lai sẽ quy hoạch thành một cái khu bảo tàng. Ngay vị trí này là con đường Nguyễn Minh Khiêm giao với Trần Phú. Chạy dọc bên tay phải của chú chị bạn đó là cái cổng của nhà nghỉ 378 Bộ Công an bây giờ.
Lúc trước là nhà của bác sĩ Alexander Yersen đã từng ở cái vị trí này. Và sát với cái nhà nghỉ này đó là một cái sân bóng chuyền bãi biển của Senet Khánh Hòa. Đây, các vận động viên của bóng chuyền bãi biển Senet Khánh Hòa đang tập luyện vị đội nam và đội nữ nữa. Và em đang đứng ngay vị trí này, đó là công viên Alexander Yersen đấy vị, nằm ngay góc của chân cầu Đồng Phú và con đường Đồng Phú nè. Ngay chỗ này là ngã ba của đường Sấm Cồn với đường Đồng Phú. Và đây là những hình ảnh của tòa nhà Mường Thanh Luxury nằm ngay ngã ba của đường Sấm Cồn và đường Đồng Phú, ngay chân cầu Đồng Phú luôn, rất đẹp. Ở khu vực này là gọi là Sống Cồn, nơi mà bác sĩ Alexander Yersen từng sinh sống. Chạy dọc khu vực này là sát mé biển luôn vậy. Đoạn này thì cái đoạn biển này thì nó là một cái bờ kè, vào mùa đông mùa mưa bão đồ là sóng nó đánh vô đây mạnh lắm, đánh nước nó dâng vô tuốt trong này luôn á. Giờ này em đi thì thấy đoạn chỗ này nước nó rút rồi, nước nó rút ra xa này, ló được cái bờ cát lên rồi, nên có thể chỗ này có thể tắm biển được luôn á vị. Chứ bình thường nước lớn ở chỗ này không có tắm được đâu, nước nó đánh sâu vô tuốt bờ kè rồi. Đó, và khu vực này là sân bóng chuyền bãi biển của Sanet Khánh Hòa này, phía từ xa vì là nhà bác sĩ Alexander Yersen nơi mà đã từng sinh sống á. Bây giờ là nhà nghỉ 378 Bộ Công an. Khu vực này lúc trước gọi là Sống Cồn.
Và ngay vị trí này là cái tượng đài của bác sĩ Alexander Yersin. Cái mé biển này là bây giờ nó nước nó rút vậy, thấy được cát này, có thể tắm này, nhưng mấy chỗ này đá rồi không à. Nó đứng vị trí này vì thấy được hòn đỏ nè, đảo Hòn Đỏ, chùa Tự Tôn. Đó, đây là một cái bờ kè vậy. Bình thường nước lớn là sóng đánh vô tới trong đây nè. Và ngay chỗ này có một cái tấm bia viết về tiểu sử của bác sĩ Alexander Yersin quý vị. Hồi sinh vào ngày 22 tháng 9 năm 1863 tại Thụy Sĩ nè. Ông là bác sĩ nè, nhà vi khuẩn học nè, nhà nông học nè, nhà thiên văn học nè, và nhà thám hiểm. Năm 1885 Yersin đến Paris học ngành y. Năm 1889 nhập quốc tịch Pháp. Năm 1891 đến Nha Trang và chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Hỏi như vậy là năm 1891 là ông chọn quê hương thứ hai là Nha Trang vậy. Năm 1893 là ông khám phá ra cao nguyên Lâm Viên, thành phố Đà Lạt bây giờ, thành phố ngàn hoa. Đây là bức tượng của ông được đặt tại vị trí của công viên Alexander Yersin, ngay trên con đường Trần Phú, gần cầu Trần Phú vậy. Lưng của ông, lưng của bức tượng là được dây ra phía biển. Cái đợt kỷ niệm ngày sinh của ông đợt này vì cũng là thời điểm mà đánh dấu 10 năm mà bác sĩ Yersin được Thủ tướng Chính phủ truy tặng danh hiệu là công dân danh dự Việt Nam. Cố nhà thờ của Giang Nam, Giang Nam cũng từng chia sẻ rằng là bác sĩ Yersin là người nước ngoài đầu tiên chọn xóm cồn nghèo của ngư dân Nha Trang để ở. Ông cũng là người nước ngoài đầu tiên duy nhất được dân Nha Trang Khánh Hòa tôn thờ ở trong chùa sau khi mất, và được công nhận là danh nhân lịch sử của Việt Nam, rồi là công dân danh dự Việt Nam. Tất cả đều đến từ tình yêu vô điều kiện của bác sĩ Alexander Yersin đối với vùng đất và người Nha Trang Khánh Hòa. Đây là cái hướng ra ngoài biển Đồng Phú vậy, phía trước là biển con đường Đồng Phú, em xin lỗi. Công viên này cũng rộng và cây xanh cũng mát lắm. Buổi sáng sớm với buổi chiều là mọi người cũng ra đây tập thể dục nhiều lắm vậy, và ở vực công viên đây cũng có những cái dụng cụ tập thể dục thể thao. Thì ngồi cái công viên này được mang tên bác sĩ Lasseter Jensen thì cũng có nhiều những cái di tích khác nữa vậy, như là di tích ở xã Suối Cát này của Cam Lâm này, gồm có chùa Linh Sơn Pháp Ấn, nơi mà từng là nhà làm việc của ông. Rồi cái địa điểm nhà làm việc của ông ở trên đỉnh Hòn Bà đó. Rồi viện Pasteur, một cái thư viện ở trong cái viện Pasteur của Nha Trang nữa vậy.
Đồng thời là ông cũng được đặt tên cho tên đường, như tên đường Yersin. Rồi bệnh viện, trường học cũng có trường Yersin. Rồi đây là công viên Yersin. Rồi vừa rồi là cái bệnh viện được xây dựng ở bên khu đô thị Mỹ Gia Vĩnh Thái, vậy cũng được đặt tên là bệnh viện Yersin luôn. Công viên này nằm sát bên cầu Trần Phú, ngay cửa biển luôn vậy. Thì ngày xưa thì người dân thường sống gần ở mé biển để có thể có cái nguồn sinh sống vậy ha, đánh bắt rồi. Xem lại những cái bức ảnh cũ á, là lúc trước là chưa có cái cầu này á. Ở khu vực ngay chỗ công viên đó, nó là những cái bãi đá, bãi cát, là bờ biển quý vị. Khu vực đấy cũng có nhà dân rồi, khu vực gọi là Sóng Cồn bây giờ. Cho nên là con đường Sóng Cồn đặt tên nó cũng mang một cái ý nghĩa để mà lưu trữ lại những cái kỷ niệm ngày xưa mà bác sĩ Alexander Yersin đã từng sinh sống với người dân Sóng Cồn ở Nha Trang, Khánh Hòa. À, bây giờ mời cô chú các bạn đi qua con đường 2 tháng 4, và em sẽ đi qua chợ Bầu Vĩnh Thọ trên con đường chữ Đồng Tử, rồi sẽ đi qua cầu Sông Bóng nha quý vị. Qua phía bên này là thuộc con đường Phạm Văn Đồng, rồi bên tay phải vì cũng là một cái công viên gọi là công viên phía Bắc cầu Trần Phú. Công viên này cũng mát lắm vậy, đi qua đây là mát lạnh luôn á, gió ở ngoài nó thổi vô mát lắm, và đây cây xanh nhiều nữa cho nên khí hậu rất là dễ chịu luôn. Trước mình vì là cái vòng xoay của đường Tôn Thất Tùng với con đường Phạm Văn Đồng, đi tiếp trên bên phía tay phải á, quý vị sẽ di chuyển tiếp trên đường Phạm Văn Đồng hướng đi Hoàng Trọng vậy, đi hướng đi danh thắng Hoàng Trọng nữa, hướng đi ra phía Bắc của thành phố Nha Trang, và rẽ vào bên tay trái này là đi qua con đường Tôn Thất Tùng. Di chuyển thẳng trên đường Tôn Thất Tùng thì quý vị sẽ ra giao lại với đường 2 tháng 4. Thì từ khi mà cầu Sông Bóng được thông xe vào ngày 20 tháng 9 đó vậy, thì con đường Tôn Thất Tùng này xe bây giờ nó vắng hơn, và lúc nãy em đi trên cái cầu Trần Phú vị cũng thấy rất là vắng luôn đó. Nói chung là cầu Sông Bóng mà thi công là cái con đường Tôn Thất Tùng này cũng như là cầu Trần Phú là xe lúc nào cũng kẹt, đặc biệt là giờ cao điểm. Và bây giờ cầu Sông Bóng được lưu thông rồi là khu vực mấy bên này là thông thoáng hơn, xe nó ít hơn, cầu Đồng Phú đi cũng thoải mái hơn nữa, không có đông đúc kẹt xe như lúc trước. Bây giờ cái cầu Sông Bóng nó rất là quan trọng luôn quý vị. Và chúng hình về đây là những hình ảnh của con đường chữ Đồng Tử nè, khu vực đây gọi là chợ Bầu Vĩnh Thọ. Chờ giờ này cũng còn buôn bán kinh doanh rất là nhộn nhịp luôn, mọi người đi mua rau củ quả rồi thịt cá hải sản nữa. Ngôi chợ này thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà buôn bán rất là đầy đủ, nằm trên con đường chữ Đồng Tử, và hai đầu của nó là đường 2 tháng 4 và con đường Lạc Thiện. Đi thẳng nữa là ra giao lại với đường 2 tháng 4 vậy. Đó, chỗ này bán thịt nướng nè, trời ơi thơm phức luôn.
Đó, cầu Trần Phú thông thoáng. Bây giờ qua đây cái đoạn này của cầu Sông Bóng thì có vẻ nó hơi chật chội, do ngay chỗ này là gần với khu vực của di tích Tháp Bà Ponagar vậy, và công trình cũng đang sửa lại cái vỉa hè của di tích Tháp Bà này, cho nên là xe đổ đổ ở đây là nó hay dễ bị kẹt lắm á. Đó, chúng hình quý vị đó là những hình ảnh của cầu Sông Bóng, km số 5 cộng 900 trên quốc lộ 1C, con đường 2 tháng 4 lúc trước nó đường quốc lộ, bây giờ thì nó vẫn thuộc quốc lộ 1C vậy. Đấy, cái cầu Sông Bóng này được thông xe vào lúc 2 giờ chiều ngày 20 tháng 9, và nó thông kỹ thuật là vào ngày lễ 2 tháng 9 vậy. Cái cầu này có chiều dài 330 m, chiều rộng là 19 m, có hành lang đi bộ mỗi bên là cỡ mét rưỡi vậy, rồi bốn làn đường, mỗi bên là hai làn, chính giữa là dải phân cách cứng, rộng hơn cây cầu cũ rất nhiều. Và dọc bên hành lang đi bộ có các cái thành lan can nhô ra phía ngoài bìa ngoài sông nữa vậy, để ngắm cảnh này. Đó, có ba cái lần á, gọi là cái gì, cái đài đài vọng cảnh đó vậy. Đó, cái tên cho nó hay ho, đài vọng cảnh. Qua đầu bên này của cầu Sông Bóng là đầu phía nam của cầu, hướng này là đi về lại trung tâm của thành phố Nha Trang quý vị. Qua cái đoạn này là cái khúc cua. Đó, hai đầu thì nó đều có các cái đoạn giảm tốc, xe mỗi khi chạy qua đây là phải giảm tốc. Đó, lúc trước cầu Sông Bóng thi công ở đoạn này là vắng vẻ lắm, đâu có xe đi qua đâu. Bây giờ bắt đầu nhộn nhịp trở lại rồi, đông đúc hơn. Tại vì thực sự thì cái cầu Sông Bóng khi mà chạy trên tuyến đường 2/4 đi thẳng về trung tâm thành phố, cũng như là từ thành phố đi ra đèo Rì ra phía Bắc thì nó rất là thuận lợi, đi thẳng một đường gần hơn rất là nhiều luôn vậy. Ngay vị trí này bên tay phải vì đó là cái Champa Island Resort Spa, nằm trên một cái cồn cũng rất là đẹp, nó giống như cồn dê, cồn Ngọc Thảo vậy đó, Ngọc Thảo vậy đó, nhưng mà nó nhỏ hơn. Đứng trên cầu Sông Bóng có thể nhìn qua cũng thấy được. Ngay chỗ này là ngôi trường tiểu học Vĩnh Phước. Đó, quý vị muốn đi qua bên xóm cồn cồn dê á vị, cồn Ngọc Thảo á, là rẽ bên tay phải chỗ này nè, ngay chỗ cái cua này vị, có cái con đường đi vào. Đó, quý vị đi qua đó thì sẽ đi vào nó rẽ qua ngay vị trí này vị, thì sẽ đi qua cái cầu Ngọc Thảo, sau đó đi qua cái cồn Ngọc Thảo thì mọi người hay gọi là cồn dê với cầu dê. Thì cái cầu Ngọc Thảo mới cũng vừa được mới xây dựng xong rồi, giờ mọi người đi lại rồi. Cái cầu hoàn toàn bằng cái dầm thép, làm bằng dầm thép vậy. Và đây là những hình ảnh của cầu Hà Ra. Cầu Ngọc Thảo thì nó dài tầm khoảng 120 m, và chiều rộng nó là 4 m. Cầu bằng dầm thép. Ừ, khi cái cầu đó xong thì người dân đi qua lại nó an toàn hơn, chứ cái cầu Ngọc Thảo cũ là nó rỉ sét hết rồi, hư hỏng hết rồi, xuống cấp rất nguy hiểm. Cái góc này là ngã ba của đường Sông Cồn với đường 2/4 vậy. Dự kiến cũng sẽ có một cái con đường chạy dọc bên bờ kè phía nam sông Cái nữa, đến dự án ngập nồng mặn kết nối với đường 2/4 này, cũng như là con đường Sông Cồn lúc nãy. Rồi thôi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ạ.